Xin chào quý vị và các bạn. Giải áp thấp có trục trong khoảng từ 21 cho đến 23 độ vĩ bắc vắt ngang qua khu vực Bắc Bộ hoạt động mạnh hơn. Do đó từ đêm qua cho tới sáng nay, toàn khu vực Bắc Bộ đã có mưa dông ở trên diện rộng. Từ vùng núi Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên hất dần sang Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và cả Hòa Bình đều đã xảy ra mưa dông với lượng khá lớn. Ngày hôm nay và cả hai ngày tới, Bắc Bộ vẫn chịu sự chi phối của giải mây dông này và tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông ở diện nhiều nơi. Vùng mưa dông mạnh vẫn thường xảy ra vào thời điểm chiều tối, đêm và rạng sáng. Trong khi ban ngày thì trời nhiều mây hơn, chủ yếu có lúc có mưa rào. Bà con vùng núi cần hết sức lưu ý với các hiện tượng gió giật mạnh, sấm chớp đi kèm trong cơn dông. Đặc biệt là ở các tỉnh Bắc Cạn, Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, bà con cần đề phòng với các hiện tượng sạt lở đất do mưa kéo dài sẽ làm lỏng độ gắn kết của cấu trúc đất đá, chỉ cần có tác động mạnh là sẽ xảy ra sụt lún, sạt lở. Đợt mưa lần này dự báo sẽ kéo dài đến hết đêm mai 16 tháng 6. Chính vì vậy nên nhiệt độ trong hôm nay và cả 2 ngày tới giảm khá nhiều, cao nhất sẽ phổ biến từ 28 cho đến 32 độ. Một vài nơi có nền nhiệt độ thấp hơn do mưa xảy ra nhiều hơn. Giải áp thấp hoạt động ở phía Bắc cũng là nguyên nhân gây trời nhiều mây hơn cho khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ, từ Thanh Hóa trở vào cho đến Hà Tĩnh. Chiều tối và đêm nay, mưa rào có thể xuất hiện vài nơi, còn trong ngày trời vẫn có nắng, nên nhiệt độ vẫn ở mức cao, từ 32 cho đến 34 độ, có nơi ở vùng núi phía Tây có thể lên trên 35 độ, tiết trời oi bức. Tại các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, thời tiết nhìn chung ít mưa, ban ngày trời nắng nhiều, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 33 cho đến 35 độ. Một số nơi tiếp tục xảy ra nắng nóng với mức nhiệt 35-36 độ. Dự báo khoảng sau ngày 19 tháng 6, miền Trung sẽ bước vào một đợt nắng nóng gay gắt. Gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh nên mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng sẽ gia tăng. Chiều tối nay, mưa rào và dông sẽ đồng loạt xảy ra trên khu vực Nam Bộ và cả các tỉnh thành thuộc vùng cao Tây Nguyên. Đặc biệt là tại Nam Bộ, nhiều nơi sẽ có mưa dông mạnh. Người dân cần hết sức đề phòng với tố lốc, sấm sét và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn dông. Bên cạnh đó là nguy cơ xảy ra ngập lụt và sạt lở đất ở những nơi có địa hình trũng và cấu trúc đất đá yếu. Về nhiệt độ, do mưa bắt đầu xảy ra từ đầu giờ chiều nên nhiệt độ sẽ không quá cao, thời tiết mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên sẽ dao động từ 28 đến 30 độ và nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ là từ 30 cho đến 33 độ. Không chỉ trên đất liền mà thời tiết xấu còn diễn ra trên hầu khắp các vùng biển nước ta. Hiện nay áp thấp nhiệt đới đang ở trên vùng biển Đông Bắc Đài Loan với sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Mặc dù áp thấp nhiệt đới đi ra khỏi khu vực biển Đông và ít ảnh hưởng trực tiếp đến các vùng biển ven bờ nước ta, nhưng rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng từ 21 cho đến 23 độ vĩ Bắc vẫn sẽ gây ra tình trạng mưa dông và gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 ở khu vực vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông. Biển động, sóng cao không an toàn cho các hoạt động hàng hải. Gió Tây Nam cũng hoạt động mạnh cấp 5, ở phía Bắc có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, ở khu vực Nam Biển Đông, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Mưa dông cũng xảy ra rải rác và sẽ tập trung nhiều hơn vào thời điểm chiều tối. Có thời điểm mưa dông mạnh khiến cho tầm nhìn giảm thấp trong mưa. Như vậy là ngày hôm nay, mưa dông diện rộng vẫn tiếp diễn ở miền Bắc, thời tiết mát mẻ cho đến cuối tuần. Mưa cũng gia tăng ở Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vào chiều tối và đêm. Khép lại bản tin thời tiết sáng ngày 15 tháng 6 của chúng tôi là thông tin nhiệt độ tại các tỉnh thành trên cả nước. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.